Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu đến các bác một siêu phẩm đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Longines. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động hoàn hảo, bao bộ máy chuẩn xịn thị sĩ đến từ hãng Longines cho các bác sử dụng. Đây là dòng cao cấp nhất của thương hiệu Longines, full box, đầy đủ hộp và catalog. Và bây giờ em sẽ khui sản phẩm này ra cho các bác tham khảo. Đập vào mắt mình là một cái hộp đồng hồ rất là xịn sò và một cuốn catalog dày cộm như vậy. Các bác cũng thấy rồi đó, chỉ có một cái đồng hồ thôi mà đầu tư rất là chỉnh chu từ phần hộp cho tới catalog, giới thiệu đầy đủ các sản phẩm của hãng Longines và cơ cấu bộ máy của đồng hồ. Và bây giờ em sẽ khui hộp ra cho các bác chiêm ngưỡng sản phẩm nằm phía trong cái hộp này nha. Đồng hồ full box đầy đủ catalog sách hộp. Ngoại hình đẹp chan chát tầm 95-98%. Ngay cả cái hộp của nó cũng rất là xịn sò như vậy. Còn cuốn catalog thì siêu dày, giới thiệu đầy đủ các sản phẩm đồng hồ đến từ hãng Longines và cơ cấu bộ máy của đồng hồ. Đây là dòng cao cấp nhất của thương hiệu Longines, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo, mình sưu tầm và mình đầu cơ. Nếu sau này các bác hỏng đeo nữa, mình bán lại vẫn có lời. Nếu nói về thương hiệu Longines thì đã quá quen thuộc với các bác yêu thích đồng hồ thị sĩ. Đây là dòng cao cấp nhất của hãng, hay còn gọi là Longines sóng biển. Size của đồng hồ là 38, cả núm chưa tính núm là size 36. Vỏ và dây khóa tất cả đều nguyên zin chính hãng. Đồng hồ automatic chạy tự động 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 12 giờ. Và phía dưới là logo hình đại bàng đến từ thương hiệu Longines. Bộ kim của đồng hồ, cọc số của đồng hồ và logo hình con đại bàng tất cả đều là vàng 14K. Vỏ zin, dây khóa zin, ngay cái khóa có logo hình đại bàng, logo nổi đến từ hãng Longines. Ngoại hình của đồng hồ còn mới đẹp chan chát, đeo lên tay thể hiện cái tính sang trọng và đẳng cấp của người đeo. Nếu điều kiện cho phép thì các bác nên mua mẫu này để mình đeo lên tay, đeo ra đường nhìn rất là sang trọng nha. Giá bán của đồng hồ này là 16 triệu, em bao giá tốt nhất thị trường cho các bác sử dụng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bên em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 3 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 16 triệu, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là dòng cao cấp nhất của thương hiệu Longines. Tiêu chí của mẫu đồng hồ này là sang trọng, đẳng cấp. Đây là tiêu chí mà hãng hướng đến cho người dùng. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Ngay vị trí trung tâm của mặt đáy đồng hồ là logo hình sóng biển. Màu vàng trên cái logo hình sóng biển là vàng 14K. Logo sóng biển còn rất là đẹp và bén cạnh, chưa hao mòn theo năm tháng. Ngoại hình của đồng hồ còn đẹp xuất sắc như vậy mà giá bán chỉ có 16 triệu, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo, mình sưu tầm và mình đầu cơ.